Nhân dịp lễ Noel 2022, chiều ngày 23 tháng 12, đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã thăm tặng quà giáo họ Như Áng xã Kiên Thọ cùng đi với đồng chí có đại diện Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phòng Nội vụ, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, lãnh đạo xã Kiên Thọ tại nơi đến thăm đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bùi huy toàn đã thăm hỏi tình hình phát triển kinh tế xã hội và chúc các giáo dân mạnh khỏe đón giáng sinh an lành hạnh phúc mong muốn các vị chức sắc và người dân có đạo đoàn kết sống tốt đời đẹp đạo chấp hành tốt mọi chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển thay mặt cho lãnh đạo huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng quà cho năm giáo dân có hoàn cảnh khó khăn của giáo hội Như Áng. Thay mặt giáo dân, các vị chức sắc của giáo họ Như Áng, thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ đã bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo huyện, các cấp các ngành và xã đã đến chia vui cùng bà con giáo dân trong dịp lễ Giáng sinh 2022. Trong thời gian tới, các chức sắc sẽ tiếp tục vận động giáo dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa yêu nước.